Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta cũng đã bàn đến khá nhiều những cái biểu hiện như của chị Thanh Lê hay chị Tuất Ngân, thậm chí đã gặp phải và rất là trực quan ở trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất muốn được biết là vì là việc thiếu hụt canxi này sẽ diễn ra một cách âm thầm mà chúng ta thường không để ý tới. Vậy thì có những cái biểu hiện nào khác mà chúng ta nên chú ý trong cuộc sống hàng ngày không, thưa bác sĩ? Vâng, những cái biểu hiện của thiếu canxi thì như là đã được Tuyết Ngân cũng như là chị Thanh Lê cũng đã chia sẻ rồi. Thì ngoài ra thì có những cái dấu hiệu rất là nhỏ mà đôi khi chúng ta cũng không để ý. Ví dụ như là người cứ cảm thấy mệt, chạy một cái là cảm thấy mệt, mệt như là gọi là bã người ra, tức là các cái cơ nó không được vận cơ, nó mình không điều khiển được cái vận cơ theo ý muốn của mình, nhất là những lúc các con gắng sức như vậy thì rất có thể là cái lượng canxi nó đã không đủ để cho cái quá trình co cơ diễn ra một cách bình thường. Cái thứ hai nữa là một số người thì nhất là một số trẻ thì thường là hay có cái vã mồ hôi, cái vã mồ hôi đặc biệt là vã mồ hôi đầu, hoặc là khi mà mình ngủ thì mình cũng ra rất là dễ, các cháu rất dễ là ra mồ hôi trộm. Chúng ta gọi là mồ hôi trộm đấy. Mồ hôi trộm đấy. Thì cái đấy mình phải phân biệt là có thể là thiếu canxi nhưng cũng có thể là thiếu vitamin D. Cứ trằn trọc ngủ rồi trở mình bên này, trở mình bên kia, hoặc là đang ngủ rồi bỗng nhiên ngồi dậy rồi mẹ chỉ cần vỗ về một chút thôi là cháu đã có thể trở lại giấc ngủ được. Thế rồi một số những cái biểu hiện khác như là đau dọc các xương dài, nhất là các cháu ở độ tuổi thanh thiếu niên mà đang độ tuổi phát triển, nhất là giai đoạn mới bước vào giai đoạn dậy thì tăng cao.